Disney chính thức bật đèn xanh cho Nhật ký Công chúa 3, Anne Hathaway liệu có trở lại? Ra mắt năm 2001, The Princess Diaries, Nhật ký Công chúa, đã trở thành một trong số những bộ phim tuổi teen kinh điển của khán giả thế giới. Sau gần hai thập kỷ đàm phán, phần thứ ba cuối cùng cũng được Disney tiếp tục phát triển. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Matt Cabot, The Princess Diaries, Nhật ký Công chúa, kể về Mia Thermopolis, một nữ sinh nhút nhát bất ngờ phát hiện bản thân là người thừa kế của vương quốc Genovia. Đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời, Mia buộc phải làm quen với những trải nghiệm mới, đồng thời trở thành một con người khác xứng đáng với vị trí công chúa trị vì cả một vương quốc. Sau khi công chiếu, bộ phim ngay lập tức trở thành một hiện tượng văn hóa trong giới trẻ và trở thành chủ đề được bàn tán trên khắp các diễn đàn. Phần tiếp theo được ra mắt vào năm 2004 cũng đạt được những thành công tương tự. Chính vì thế, các fan đã rất nóng lòng được thưởng thức tiếp phần 3 của bộ phim, nhưng có vẻ như cuộc phiêu lưu của nàng công chúa Mia khi đó đã khép lại với phần 2. Thế nhưng mới đây, The Hollywood Reporter đã đưa tin rằng Disney đang phát triển The Princess Diaries 3. Bộ phim sẽ được chấp bút bởi biên kịch Adrita Mukherjee với nội dung tiếp nối câu chuyện của nhân vật công chúa Mia Thermopolis do Anne Hathaway thủ vai trước đó. Trang tin này cũng cho biết thêm minh tinh thắng giải Oscar vẫn chưa ký thỏa thuận quay lại phần tiếp theo, mặc dù nhà sản xuất Debra Martin đã xác nhận góp mặt trong dự án. Trước đây, Anne Hathaway từng chia sẻ với Entertainment Tonight về mong muốn được thực hiện phần 3 cùng ngôi sao gạo cội Julie Andrews. Cô chia sẻ, tôi không chỉ muốn đó là một bộ phim giải trí, tôi thực sự dành tâm huyết của mình cho nó. Nếu có bất kỳ cách nào để thuyết phục Julie Andrews tham gia, tôi sẽ cố gắng để thực hiện điều đó. Không chỉ Anne Hathaway, một câu hỏi lớn khác dành cho Nhật ký Công chúa 3 là liệu Julie Andrews, người thủ vai nữ hoàng Clarice Fernandi, có trở lại với phần tiếp theo hay không? Mặc dù vẫn hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, nhưng huyền thoại điện ảnh hiện đang dần chuyển sang tập trung vào công việc lồng tiếng. Sau gần 20 năm trôi qua kể từ phần phim trước, khán giả hiện đang rất háo hức đón xem cuộc sống của cô nàng Mia sẽ ra sao, đặc biệt là mối quan hệ của cô với Nicolas Tiberius do Chris Pine thủ vai. Ngoài ra, nhiều người cũng rất mong chờ hình ảnh nàng công chúa mang thai và trở thành một người mẹ bên cạnh việc cai trị và quản lý đất nước. Với việc The Princess Diaries 2 có nhiều tình tiết khác với tiểu thuyết gốc của Matt Cabot, sẽ rất thú vị để xem một Nhật ký Công chúa 3 với nhiều tình tiết mới cùng những câu chuyện thú vị về nữ hoàng Mia. Đức Bình, theo nhiều nguồn tin.